ăn đó. Em muốn ăn từ nước sống mà luôn. Mà ở với anh trên cái giường này á thì em lại càng thích hơn nữa. Nếu mà vợ của anh thấy được cái cảnh này chắc nó tức lắm ha. Em hay quá ha, ăn nói tào lao, nó mà thấy là nó xé em ra làm đôi đó. Em không sợ đâu. Em làm gì dám xé em nó ra làm đôi? Tay của em là để làm đồ ăn cho hai người ăn, chứ tay nào mà đi xé nhỏ ra, tội nghiệp em chứ. Sao vậy? Làm gì cứ làm tiếp đi. Em yên tâm đi, chị không có ghen đâu. Chị có mang hào vô cho hai người ăn nè. Em ăn đi để tăng cường sinh lý, đủ sức mà hầu chồng chị nha. Sao vậy? Chắc cái phòng nóng quá hả? Keo kiệt ghê á. Dẫn người ta về nhà là phải mở máy lạnh lên. Xin lỗi nha. Chắc là cố tình để nóng để hai người cùng không nóng bầu không khí hả? Thôi anh hiểu rồi. Bây giờ anh kêu nó về, rồi có gì vợ chồng mình nói chuyện sau nha. Chứ em đừng có làm vậy nên khó chịu quá. Đi về. Đi đâu em gái? Hồi nãy em nói là em muốn nuốt sống chồng chị mà. Chồng chị đó nuốt đi em. Nè, chị bị điên hả? Chị tránh ra cho tôi đi về nha. Sao? Đòi về hả? Nhà này là nhà của chị, đứng tên chị. Em xâm nhập vào nhà của chị có sự cho phép của chị chưa? Thì mày về á, tao cho phép mày mới được về. Chị muốn bắt tôi hả? Tôi báo công an đó. Báo công an á? Báo đi, mày dám báo. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một á, là mày ở lại mày hầu chồng tao. Hai á, là tao báo công an tới bắt mày vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Còn nữa, tao kêu cả dòng họ mày tới để thấy cái bộ mặt dịch chồng của mày. Mày chọn đi. Sao vậy? Hai đứa thèm nhau lắm mà. Sao ngồi cách xa nhau quá vậy? Ngồi gần nhau đi chứ. Tao nói ngồi lên đùi nó đi. Chị làm gì vậy? Làm gì hả? Ủa, mày thèm khách chồng tao lắm mà. Vậy chồng tao đó, ngồi lên. Tay mày rảnh tay mà. Mày ôm chồng tao đi. Nè, chị làm cái gì vậy? Sao, mày khó chịu hả? Sao mày thèm chồng tao thì tao cho mày lúc thôi mà, có gì đâu. Tao nói cho mày biết, trong nhà tao đã gắn hết camera rồi, từ những góc kín đáo nhất. Cho nên mày với chồng tao làm cái gì á, tao có video hết. Mày muốn làm sao? Muốn nghe lời tao hay là để tao gửi hết mấy cái clip đó cho cha mẹ mày? Cho cha mẹ mày dạy lại mày. Đừng mà chị. Ngồi lên. Uống hết đi. Chén nước mắm này xương xương có hai củ tỏi thôi à. Trời, cái này nó hôi rình mà uống cái gì em? Tao nói uống là uống. Không những tụi mày phải uống, mà tụi mày uống cho hết. Uống xong rồi hai đứa hôn nhau cho tao coi. Em ơi, thôi em thà. Uống đi. Tụi mày đừng làm tao bực. Tao bực lên thì tao không biết là tao sẽ làm ra chuyện gì đâu đó. Sao mới đó mà ói rồi? Hai đứa mày lúc quấn quýt trên giường thấm thiết lắm mà. Hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Tụi mày thèm khát nhau lắm mà. Tao cho tụi mày thỏa lòng. Em vô đây mà ngủ với chồng chị đi em. Ngủ ngoài đó mũi đốt làm sao? Em làm cái gì vậy? Chị Hạnh tôi đủ chưa? Trời, em nói vậy là không có được. Chị Hạnh em hồi nào? Chị là chị thương em. Chị biết em mê chồng chị. Em thích ngủ với chồng chị nên chị chiều em. Đó, em ăn chà nọc chà hầu đi. Nè, tới đi em. Tới đi. Anh làm gì bé đi chứ? Mày đánh ai? Tôi cũng có liêm sĩ của tôi. Mà giờ thôi. Liêm sĩ á? Mày mà đòi liêm sĩ hả? Em mò vào nhà chị,
em leo lên giường em ngủ với chồng chị. Liêm sỉ của mày ở chỗ nào? Mà tao vậy đó thì sao? Tao tại vì tao đâu có rảnh để tao đi đánh ghen tụi mày. Tụi mày thích thì tao chiều. Tao cho tụi mày khi nào mà nhìn thấy nhau á mà ói mửa chán chê tao mới thôi. Tránh ra cho tôi đi về. Mày là thứ con gái hư thân mất nết, uổng công ba mẹ dạy mày. Sao anh hai có mặt ở đây vậy? Chị gọi tới đó em. Chị gọi tới để đưa em về. Chưa thành phần như em mà đi ra ngoài xã hội phá hoại gia đình nhà người ta nữa thì tội nghiệp. Em là cần phải dạy lại. Anh hai, đưa em ra. Buông ra, anh hai tha cho em đi mà. Vợ tha thứ cho anh đi vợ, anh xin lỗi vợ. Từ đây về sau anh không dám tái phạm bất kỳ lần nào nữa đâu vợ. Anh biết sợ rồi vợ ơi. Vợ kỹ đi. Từ lúc mày dắt con nhỏ đó leo lên trên cái giường này, tao đã muốn ly hôn với mày rồi. Nhưng mà tao kiềm chế bản thân tao lại. Tao hành tụi mày cho tới khi nào đã cái nư của tao thì tao mới cho tụi mày đi. Ngay trong đêm nay dọn đồ cút ra khỏi nhà tao. Ê Thư, chết rồi. Hình như mày bị quay lén rồi nè. Quay lén đâu? Ủa, cái này phòng tao mà. Không, có đoạn này thôi hả? Đoạn này thôi cũng không sao. Cũng không có lộ lắm. Ủa, nhưng mà ai gắn camera trong phòng tao được ta? Mày thử nhớ kỹ lại coi, có ai vô phòng mày không? Phòng tao hả? Tao đi ra ngoài là tao sẽ khóa cửa đàng hoàng. Anh Giang qua nhà chơi tao cũng không cho vô phòng. Phòng tao chỉ có mày. Ê, mày đừng có nghĩ bậy cho tao nha. Không, làm gì có, không có nghĩ bậy cho mày. Nhưng mà để tao coi lại coi cái góc này coi. Cái góc camera này là cái góc cái con gấu bông. Tặng em nè. Dễ thương nhở. Ủa mà sao cái mặt con này nhìn nó ngố ngố như. Tại vì anh thấy nó giống anh nên mới mua tặng em đó. Em để ở trong phòng đi, hôm nào mà không gặp anh thì em lấy nó ra em ngắm, đỡ nhớ anh. Còn hôm nào mà anh không gặp em thì nó sẽ thay anh ngắm em. Nói thấy gà quá à. Anh nói anh cũng nói như gà luôn nè. Hèn gì hôm đó ổng nói tao như vậy, ý ổng là ám chỉ trong con gấu bông có camera tao chắc luôn. Tao thấy á, mày á, làm gì á còn phải có chứng cứ rõ ràng. Với lại anh Giang á cũng là người hiền lành tử tế, chắc ổng không có làm mấy chuyện bậy bạ vậy đâu. Tao nói là đúng y mà. Con gấu bông tao vừa mới kiếm được cái camera trong đó nè. Thôi mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Có gì ảnh qua rồi nói chuyện sau. Em coi trong phòng coi có cái gì lạ không. Em bị người ta quay lén rồi kìa. Anh đừng có dặn ai. Anh cài camera quay lén tôi chứ không ai hết á. Em nói cái gì vậy? Anh cài camera quay lén làm cái gì? Tôi đâu có rảnh để đặt điều cho anh. Tôi vừa mới tìm thấy camera trong con gấu bông anh tặng tôi nè. Có con Uyên làm chứng nè. Anh không có biết chuyện gì đang xảy ra luôn á. Anh làm cái đó làm cái gì em? Anh cút ra khỏi nhà tôi. Em từ từ em nghe anh giải thích đã. Thực sự là bây giờ anh không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Thư, mày bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Anh Giang á là bạn trai mày, mày phải tin anh chứ. Tao nghĩ có ai đó bỏ cái camera vô con gấu trước khi anh mua thì sao? Không thể nào có cái chuyện phi lý như vậy được hết á. Tao khẳng định với mày chính ông Giang là người gắn camera vào trong con gấu. Cũng may là cái clip đó không có cái gì nhạy cảm. Chứ nếu như nó thực sự là clip nhạy cảm thì mặt mũi tôi để đi đâu? Tôi không thể nào chấp nhận một thằng bạn trai như anh được hết. Anh cút ra khỏi nhà tôi. Em nghe anh nói đi, anh bị oan. Anh không có làm mấy cái chuyện đó. Anh cút đi, đi. Thực sự là Thôi anh Giang, anh về đi nha. Để đó hôm nào con Thư nó bình tĩnh lại á rồi nói chuyện sau. Anh cứ nhớ nó hoài á rồi ủ dột, không có chịu ăn gì hết, bỏ bê bản thân á, như vậy có đáng không? Em thấy á, con Thư là người yêu của anh, nhưng mà nó không có tin tưởng anh một chút nào. Lỡ đâu á có người cố tình để anh bị tình ngay Lý Giang, nhưng mà em thấy á, nó cũng chả có suy xét gì cho anh hết.
Mà em nghĩ á, nếu mà hai người vẫn cứ tiếp tục quen nhau á, sẽ không có bền đâu. Có khi chia tay như vậy lại tốt hơn cho cả hai á. Thôi, anh ăn đi cho có sức, để còn có bạn gái mới. Chứ hơi đâu mà nhớ cái con nhỏ hồ đồ đó. Hôm nay á, em nấu nhiều món ngon lắm, anh thử nha. Cảm ơn em, anh tự ăn được. Mấy bữa nay, ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn hết. Phiền em quá. Có gì đâu mà phiền, được nấu cơm cho anh ăn á, là em vui lắm. Với lại con Thu là bạn thân của em, nó làm anh buồn như vậy, em nghĩ em cần phải bù đắp lại cho anh. Hay anh cứ cho em qua nhà, cần gì á, anh cứ tâm sự với em nha. Từ từ, rồi anh Giang cũng sẽ là của mình thôi. Trời, mày làm cái gì vậy Thu? Hôm nay tao qua đây á, để thay mặt mày xin lỗi anh Giang mà. Mày là cái gì mà thay mặt tao? Ủa, vậy mày với ảnh là cái gì? Mày đã chia tay rồi mà. Anh Giang, nó mà có níu kéo á, anh đừng có quay lại nha. Nó đã nghĩ bậy anh như vậy rồi á, nó không có xem anh ra cái gì đâu. Mày mới là cái đứa không ra gì. Anh, cho nó coi cái đoạn clip đó đi. Mày cũng không ngờ là trong phòng tao có camera đúng không? Chuyện của mày làm tao với anh Giang đã biết từ lâu rồi. Cái vấn đề là tao với anh Giang muốn coi mục đích cuối cùng của mày là gì. Tao không ngờ mày lại ngậm máu phun người. Mày muốn lấy cái sự hiểu chuyện của mày để lấy lòng anh Giang. Mày muốn nhịp bồ bản thân. Cao tay. Nhưng mà tao... Thật ra thì do tao cũng có tình cảm với anh Giang. Thôi ơi, cho tao xin lỗi anh Giang, em... Mày đi ra khỏi đây. Từ nay tao với mày coi như không quen biết. Đi! Em đi làm nha. Khoan, từ từ. Ăn sáng cái đã chứ. Em đã nói là em ăn không kịp mà. Anh làm món này đơn giản mà, ngồi xuống ăn cái cho có sức đi làm. Thôi! Hồi nãy em đã nói với anh là sáng nay em họp gấp. Bây giờ em ăn rồi em đi làm trễ thì sao? Riết rồi nói chuyện tới em lại cứ họp hoài à. Em có còn coi cái nhà này cái gia đình của em không vậy? Em nhớ lại coi cả năm nay có bao giờ em ngồi ăn một bữa sáng nói chuyện với anh được không? Sao bữa sáng nay anh kỳ cục quá vậy? Em đã nói rồi, bây giờ em không ăn. Bỏ đó kiếm chuyện nữa. Em... Thôi anh, em mệt lắm. Thì em muốn ôm em ngủ thôi mà, chứ anh có làm gì đâu. Nhưng mà anh ôm vậy em nhột, đâu có ngủ được đâu. Ngủ đi. Anh khó ngủ quá. Mấy bữa nay trên công ty có chuyện, thành ra anh cũng chịu nhiều áp lực lắm. Anh áp lực chứ em không áp lực á. Ở trên công ty em đã stress rồi, về đây còn nghe anh kể áp lực nữa, chứ em điên luôn quá. Vậy thôi em nghỉ đi. Đây nè, nửa đêm rồi mà sếp còn gọi nữa nè. Dạ em nghe nè sếp. Dạ. Dạ em biết rồi. Cái kế hoạch của quý 4 em làm gần xong rồi. Còn kế hoạch của năm sau á, ngày mai trong buổi báo cáo em sẽ nói với sếp luôn nha. Dạ, dạ. Dạ em chào sếp. Thank you.
Alo em hả? Em sắp về chưa? Hai vợ chồng mình đi ăn tối. Anh tự ăn đi, em đang bận ăn với đối tác rồi. Rồi chừng nào em về? Anh bị sao nữa vậy? Cho dù em có về sớm thì em cũng đã ăn rồi. Bụng dạ nào mà ăn với anh nữa. Tự đi ăn đi, có cái chuyện ăn uống không mà cũng phải gọi nữa. Anh Di ơi, sao tự dưng anh nằm ở đây vậy? Anh ơi, nhà anh ở đâu vậy? Sao nồng nặc mùi bia vậy nè? Chắc là say xỉn rồi nằm tới giờ luôn hả ta? Anh ơi, nhà anh ở đâu vậy? Tôi đưa anh về nè. Chó là xấu rồi. Cho tôi một chiếc taxi. Ủa, nhà ai vậy ta? Anh tỉnh rồi đó hả? Anh ăn miếng cháo đi. Cô, tôi với anh chưa gặp nhau lần nào hết. Hồi sáng tôi đi làm, đi ngang qua công viên á, Thái ngồi trên ghế đá. Tôi lại tôi coi thì Thái anh sốt. Với lại tối hôm qua anh nhậu say quá hả? Thôi anh ăn cháo đi, xong rồi tôi lấy thuốc cho anh uống. Cảm ơn cô nhiều nha. Coi chừng nóng đó. Sao, vừa ăn không? Cháo của nấu ngon quá. Mà nè, lần sau á, có đi nhậu xịn cỡ nào cũng phải ráng về nha. Chứ anh ngủ ngoài công viên vậy rồi lỡ như trúng gió thì sao? Tôi cũng có nhà cửa đàng hoàng, cũng có vợ, mà cứ như là không có vậy đó. Tôi buồn quá cho nên là mới đi nhậu. Tính nhậu say rồi ngủ một giấc để cho quên hết sự đời luôn. Nhưng mà không ngờ là cứ nằm ngoài đường vậy rồi trúng gió. Hên là có cô. Nhưng mà anh bây giờ anh có chuyện gì hả? Vợ tôi lúc nào cũng chỉ biết công việc, cô không thèm để ý gì tới tôi. Còn tôi thì gặp biết bao nhiêu là áp lực trên công ty. Đôi khi cũng cần có người ở bên cạnh, cũng cần có người để chia sẻ an ủi. Nhưng mà vợ tôi không thể nào làm được cái chuyện đó. Thì ra là như vậy. Mà nè, nói thiệt nha, trong cuộc sống á, chắc chắn ai cũng sẽ phải gặp áp lực hết. Tôi không biết á, là anh đang gặp áp lực gì, nhưng tôi nghĩ á, cái đầu tiên anh phải thay đổi cách nhìn nhận, cách suy nghĩ vấn đề đi. Còn nếu như mà anh không có tâm sự được với vợ của anh á, thì anh tự tâm sự với chính bản thân của mình cũng được. Hoặc là anh tìm các cách mà chữa lành bản thân á, chẳng hạn như là đọc sách nè, nghe nhạc, hoặc là tập thể dục. Mỗi lần mà tôi bị stress á, tôi cũng hay làm như vậy, nhưng mà tôi thấy nó hiệu quả lắm á. Anh nói cho tôi nghe đi, anh đang gặp vấn đề gì? Biết đâu tôi có thể chia sẻ cùng với anh thì sao? Anh Hưng, đêm qua anh đi đâu mà anh không về? Em còn quan tâm tới anh. Anh tưởng đâu trong căn nhà này anh chỉ là không khí thôi chứ. Anh Hưng! 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 Đi qua đêm không về, rồi dạo này còn lạnh nhạt với mình nữa chứ. Vậy là làm sao? Chồng chị gần đây thường xuyên gặp gỡ cô này. Tôi cũng có đính kèm địa chỉ nhà riêng của cô trong tin nhắn. Cô, chào chị. Tôi nói chuyện với chị một chút được không?
Mày còn dám giác mặt tới đây hả? Tao cũng đang tính đi gặp mày đây. Vậy thì tôi sẽ nói nhanh rồi tôi đi. Mày muốn nói gì? Trước khi nói, tôi muốn chị nghe cái này. Tôi có gặp gỡ cô Ngân hoài. Tôi biết là cô Ngân cũng không có thoải mái. Nhưng cô đừng hiểu lầm nha. Tôi chỉ coi cô như một người bạn tâm giao thôi. Tại thiệt sự là cô biết cách chia sẻ và lắng nghe tôi. Thời gian qua nếu không có cô, chắc là tinh thần của tôi xuống dốc lắm. Vậy không biết san sẻ gánh nặng cuộc sống với ai hết. Tôi biết là chị đang hiểu lầm tôi với anh Hân. Nhưng thực ra tụi tôi không có một mối quan hệ gì hết. Hiện tại anh đang gặp khó khăn và anh rất cần sự quan tâm chia sẻ từ chị. Tôi biết là chị cũng đang chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống, nhưng mà chị đừng vì những cái điều đó mà đánh mất đi gia đình của mình. Nếu như vậy thì tiếc lắm. Những chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Chào chị. Anh mới về hả? Ờ. Anh vô trong tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Bữa nay em nấu toàn là món anh thích không đó. Ăn cơm xong, vợ chồng mình đi uống cà phê nha. Rồi đi coi phim nữa. Em đã xin công ty cho em nghỉ một tuần. Chỉ để ở bên cạnh anh thôi đó. Sao bữa nay tự nhiên em thay đổi dữ vậy? Tại vì em thương anh. Em xin lỗi, tại vì thời gian qua em chỉ lo cho công việc thôi à. Cho nên là bỏ bê anh. Bây giờ em biết rồi, em sẽ cố gắng thay đổi và dung hòa mọi thứ. Anh đừng có buồn em nha. Bữa giờ em thử váy cưới sao rồi? Chọn được mẫu nào chưa? Cứ lưu lại hết đi, rồi đưa địa chỉ đây cuối tuần anh dẫn đi. Khỏi đợi tới cuối tuần luôn. Đây nè, em lựa được mấy mẫu đẹp đẹp không nè. Đâu lên coi coi. Nè nè. Anh thấy mẫu này hợp với em nha. Em mà mặc váy cưới chắc là đẹp dữ lắm nha. Tất nhiên rồi. Em sẽ thử hết tất cả mẫu này cho anh coi luôn. Nhớ đó nha. Nè, ăn đi. Anh sắp dễ vào làm rồi. Dạ, vậy anh tranh thủ đi làm nha. Em ăn xong có gì em dọn cho. Dọn giúp anh nha. Alo. Lâu quá không gặp em. Anh Thành. Anh mới về nước. Có mấy món đồ muốn đưa cho em. Tối nay em rảnh không? Mình cà phê xíu nha. À, dạ được. Vậy hẹn anh 8 giờ tối nay nha. Địa chỉ em sẽ gửi sau. À, anh tới đây lâu chưa? Anh cũng mới tới à. Lâu rồi không gặp. Em vẫn xinh đẹp giống như xưa hả? Anh này cứ chọc em hoài à. À mà lần này anh tính về bao lâu? Anh về luôn. Nè, anh có món quà này tặng cho em á. Em coi thử coi em có thích không. Dạ. Không ngờ anh cũng còn nhớ size quần áo của em ha. Cũng 5 năm mình không có gặp nhau rồi đó. Nhớ chứ. Anh nhớ tất cả mọi thứ về em. Anh nhớ Sài Gòn quá à. Em dắt anh đi một vòng Sài Gòn được không? À, dạ.
Em có biết là tại sao lần này anh quyết định là về đây luôn không? Lý do là gì? Em thật sự rất là bất ngờ khi mà nghe anh nói điều này. Bởi vì ngày xưa anh là người khăng khăng muốn đi, cho nên là hai đứa mình mới chia tay đó. Đúng. Nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi. Lần này anh về là vì em. Anh muốn xin em một cơ hội để cho hai chúng ta làm lại từ đầu. Thật sự suốt 5 năm nay không ai cho anh cảm giác giống như em. Nhưng mà em sắp kết hôn rồi. Trung nói thật rồi. Trung còn thương anh mà đúng không? Anh xin lỗi vì anh về trễ. Nhưng mà nếu em còn thương anh thì cho hai chúng ta một cơ hội đi. Nếu mà em vì tới tuổi phải kết hôn mà cưới đại một người như vậy thì có hạnh phúc không? Anh đã từng trải qua tất cả rồi. Và anh biết khi có tất cả mà thiếu đi người mình thương, vô nghĩa lắm. Em về rồi hả? Lại đây đi, anh bới cơm cho tụi mình ăn nè. Em đã nói với anh á, là em về trễ rồi mà. Sao không ăn trước đi, anh đợi em làm gì? Đâu có sao đâu, ngồi xuống đây đi, rồi anh bới cơm cho nha. Rồi rồi, đợi anh tí xíu nha. Không, không còn đâu anh. Em không ăn đâu, hôm nay em thấy hơi mệt á. Chắc là em đi vô tắm rồi xong ngủ sớm. Xin lỗi anh nha. Còn thương người yêu cũ lắm phải không? Anh nói gì vậy? Người yêu cũ gì? Em không cần giấu anh đâu. Anh biết hết rồi. Nhưng mà tại sao anh biết? Tại sao anh không biết được chứ? Người kề cạnh anh mỗi ngày, chẳng lẽ người ta có tâm tư hay là thay đổi gì anh không nhận ra sao? Anh còn biết là em đã đi gặp người ta, nhưng mà đó là quyền cá nhân của em, cho nên là anh không nói. Anh cũng biết là hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng mà hai người chia xa chỉ vì lý do khoảng cách địa lý. Anh cũng biết đó là em không có thương anh giống như là cái cách mà anh thương em. Em chỉ đang cần một người đàn ông để đủ cho em gọi là gia đình thôi. Anh Phong, em xin lỗi. Em hứa với anh là em không liên lạc gì với người ta nữa. Anh đừng có giận em nha. Em không cần phải làm như vậy đâu. Anh biết mà. Anh hiểu rõ lắm. Tình cảm là cái thứ mà chúng ta không thể nào gượng ép được. Bây giờ cứ cho như là hai đứa mình cưới nhau đi nữa, chúng ta có ở bên nhau, nhưng mà anh không có trái tim của em. Điều đó chỉ khiến cho cả hai trở nên mệt mỏi và đau khổ hơn thôi. Chúng ta không cần cưới nhau nữa đâu. Anh sẽ tìm cách để nói chuyện với hai bên gia đình. Em cứ yên tâm nha. Anh Phong, em xin lỗi. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không làm được. Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu anh. Anh hiểu mà.
nín thì đừng khóc. Anh thương em, cho nên là em lựa chọn cái gì cũng được, miễn là em hạnh phúc với lại lựa chọn của mình là được rồi. Đây, chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Sao ngày hôm nay có định đãi người ta ăn gì không? Không có cái gì để ăn hết. Nè, còn cái thay tôi nè, muốn làm gì làm đi. Thì ghét quá à. Đến chạy ra nói chuyện với nó. Ha, ha. Anh đâu có biết là đó giờ mày cũng thích con Trinh. Nhưng mà bây giờ nó đang quen tao rồi, thôi mày đừng có suy nghĩ về nó nữa. Kiếm đứa khác đi. Xóm mình cũng đầy đứa dễ thương ra kìa Kha. Dễ thương vậy anh quen tụi nó đi. Anh biết nói tụi nó dễ thương, nhưng mà anh cũng đâu quen được đâu đúng không? Em cũng vậy thôi. Em thích Trinh vậy em chỉ muốn quen Trinh à. Rồi ý mày là sao? Tao đang quen Trinh mà. Thì anh nhường Trinh cho em đi. Hồi đó giờ cái gì anh cũng nhường được cho em hết. Anh em mình chơi với nhau được mười mấy năm rồi, chẳng lẽ anh không làm được? Mày khùng hả? Cái chuyện tình cảm yêu đương mà nhường nhường cái gì? Chẳng thà là miếng cơm cái áo tao còn có thể nhường mày được. Còn có chuyện con Trinh, bây giờ tao nhường cho mày mà nó không yêu mày cũng vậy thôi. Mày nghe anh đi Kha, anh đã đang quen nó rồi, mày đừng có suy nghĩ tới nữa. Anh thấy không có thoải mái nha. Yeah. Thì anh cứ việc quen Trinh đi, còn em vẫn sẽ cua Trinh á. Anh em mình cạnh tranh cũng bằng với nhau, ok? Cái việc đó anh cũng đâu có cấm em được đâu đúng không? Còn cái chuyện mà Trinh có chọn em hay không thì hên xui. Nhưng mà em nói trước nha, nếu như mà Trinh chọn em á thì anh cũng đừng có buồn, đừng có giận á. Sao mà mày nghĩ cái chuyện nó đơn giản quá. Thôi được rồi, muốn làm gì mày làm đi. Trinh, có sao không? Chắc là chân em bị bong gân rồi á. Anh Kha đỡ em về quán giùm được không vợ? À, được. Để anh đỡ em về quán rồi nắng chân cho nha. Dạ. Thời tới rồi hả ta? Tự nhiên bữa nay còn được nắng chân cho nó nữa. Không biết là có biết mình giả bộ té, giả bộ đau không? Sao thấy nắng chân nhiệt tình dữ vậy? Chắc là đang khoái lắm. Trời ơi, anh Kha nắng tới đâu á là em êm chân tới đó luôn á. Sau này ai mà làm bạn gái anh Kha chắc là có phước lắm. Bây giờ chăm em kỹ vậy rồi, có bạn gái chắc còn chăm kỹ hơn nữa ha. Gì trời, còn thả thính mình nữa. Không lẽ chưa kịp thả mồi mà cá đã tự nguyện nhảy vô rồi hả ta? Cho mày đó, ăn vô. Lại mày lườm tao. Bị gì vậy? Gì đâu? Tao nói với mày rồi, mày muốn cua Trinh, mày muốn làm gì mày làm, tao không có cấm, không có cản gì hết. Này chuyện tình cảm mà, chỉ điều tao nhắc mày thôi. Trinh đã không thích mày rồi, mày có cua tới già cũng dính rồi. Mà mày càng làm tới là nó càng ghét mày thêm, lúc đó mày ráng chịu. Con Trinh mà ghét tôi hả? Anh hố nặng rồi anh ơi. Hôm trước anh Kha qua định tặng quà sinh nhật cho tôi hả? Thích tôi lắm chứ gì? Thích tôi thì nói đi, tôi có chê mấy người đâu. Gì? Thì vậy đó. Mẹ em nói anh nghe nè, bây giờ em thì đang quen anh Hưng. Nếu mà anh muốn quen em á là anh không được nói cho anh Hưng biết đó nha. Làm sao? Thì lại vậy đó, nếu mình quen nhau á là anh với em phải lén lút, không được để cho anh Hưng biết. Tại vì em thấy hai anh nào cũng dễ thương hết đó. Mẹ em biết hai anh nào cũng thích em, nên em không có muốn từ chối anh nào, không có muốn anh nào buồn hết á. Em muốn yêu cả hai anh luôn, anh thấy vậy được không? Vậy thôi đi, coi như là tôi chưa nói gì đi nha. Không,
Nãy giờ anh ngồi anh nghe à, chứ anh có nói gì đâu. Vậy giờ nói đi. Ý là cái này anh cũng chưa có trả lời em được á. Tại vì thiệt sự là anh thích em. Nhưng mà nếu bây giờ mà anh quen em á, mà ông Hưng không biết được á, thì anh em khó nhìn mặt nhau lắm. Vậy thì anh suy nghĩ tiếp đi. Anh nghĩ sao rồi? Lát nữa chở em đi chơi được không? Ok, lát gặp. Anh nghĩ thông rồi đúng không? Em thấy tụi mình lén lút vậy cũng vui mà. Nè, anh nói với ông Hưng là anh đi đâu vậy? Ủa, tháo nóng ra chi vợ mình đi luôn chứ. Ổng nè. Ủa, anh Hưng. Tôi kể cho anh Hưng nghe hết rồi. Tôi quý cái tình anh em mười mấy năm nay với ảnh, thì làm sao tôi làm vậy với ảnh được. Tôi có thể cạnh tranh công bằng với ảnh như hai thằng đàn ông, chứ không bao giờ lén lút sau lưng ảnh. Cô tưởng là ai cũng giống như cô hả? Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi à? Đúng, hiểu lầm. Là tôi hiểu lầm cô. Chứ nếu như mà tôi hiểu đúng rồi, tôi đâu có quen một cô gái rẻ rúng như cô đâu. Được rồi, bây giờ cô đi đi. Coi như là kể từ bây giờ anh em tôi không hề quen biết một người như cô nữa. Đi đi. Đi đi. Bye. Mày. Được. Tao là tự hào về mày đó. Sao trời? Ông hơi bị đánh giá thấp tôi á. Ôi, đi nhậu đi. Hôm nay mình phải nhậu để kỷ niệm cái ngày mà mình bỏ được một cái con nhỏ tào lao. Lên đường. Đi.